Ta bắt đầu nhé. Hôm trước là chúng ta mới chỉ cái làm quen với cái phần mềm Scratch này. Đấy, nhưng mà tôi nhắc lại một chút nhé. Thì ở đây là cái giao diện của Scratch này. Chúng ta sẽ tập trung cái mục đích của phần mềm này là cái người lập trình chính là người đạo diễn, người viết kịch bản để điều khiển sân khấu. Đây chính là sân khấu đây. Sân khấu của cái là cái màn hình mà chúng ta điều khiển trên đó là các nhân vật, ví dụ là con mèo, đây là một nhân vật nhé. Đó thì có thể có nhiều nhân vật khác nhau. Mục đích của chúng ta là chúng ta sẽ lập trình để điều khiển các nhân vật này hoạt động theo đúng kịch bản cho trước hoặc là kịch bản do chúng ta tạo ra. Một như vậy, một cái chương trình Scratch nó chính là một cái nôm na là một cái sân khấu mà trên đó các nhân vật được hoạt động như là một trong như một cái như là một vở kịch chẳng hạn. Cho nên cái phần mềm Scratch này nó là như vậy, chứ nó không phải là một cái ngôn ngữ lập trình bình thường mà rất nhiều người Việt Nam mình vẫn hiểu, ví dụ như lập trình Pascal hay là C hay là Python. Nó là cái phần mềm, các phần mềm đó, các lập trình đó, nó là cái lập trình dùng để mục đích là để giải toán, để làm các cái việc liên quan đến thuật toán, cũng có thể là bài toán lớn. Nhưng mà cái Scratch này thì nó không phải như vậy. Nó có tính năng như vậy nhưng mà mục đích ban đầu của nó để hướng dẫn cho người lập trình đó, cho trẻ con chẳng hạn, chính là cái sân khấu như vậy. Và chúng ta biết rằng là mỗi một nhân vật là nó có một cửa sổ lập trình riêng. Đây, ở chữ giữa là cửa sổ lập trình riêng. Sân khấu cũng có lập trình, có một cửa sổ riêng. Như vậy là mỗi nhân vật và trên sân khấu là có một cửa sổ lập trình riêng. Và khi lập trình thì chúng ta không phải gõ lệnh mà chúng ta sẽ kéo thả lệnh từ bên phục bên trái này sang. Đây là lệnh đây. Thì các lệnh của các cái lệnh của Scratch là nó chia là các cái nhóm với cái màu sắc khác nhau. Đấy. Và chúng ta có thể nối vào nhà, tôi được phép tôi nối vào như này. Đấy. Là một dãy các lệnh nhé, 1 2 3 4 5, 5 cái lệnh này. Chúng ta có thể kéo ra, tách ra, chúng ta có thể nối nó vào. Đấy. Chúng ta có thể lấy một lệnh ở chỗ khác, chúng ta đưa vào bên trong. Đấy, dễ dàng. Đấy, chúng ta lấy ra thì cái thao tác này chúng ta làm quen dần nhất, nó rất là đơn giản. Như vậy chúng ta không cần phải viết lệnh bằng tay hay bằng máy tính như là các ngôn ngữ lập trình khác mà chúng ta dùng chuột kéo thả. Chứ người ta hay gọi Scratch là ngôn ngữ lập trình kéo thả là vì vậy. Đó. Thì hôm trước tôi đã nói là một cái trình cơ bản nhất của Scratch là chúng ta sẽ đưa một cái nhóm lệnh như này vào trong một cái lệnh rất quan trọng. Đây là cái lệnh này. Đây là cái lệnh mà thông thường là bắt đầu của một cái chương trình. Cái này là như sau, là nằm trên trên cùng và nó nối vào như này. Đó. Thì lệnh này như sau này, khi chúng ta nháy vào 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 lá cờ, đây lá cờ đây, thì nó chạy các lệnh này từ trên xuống dưới, chạy lệnh này từ lệnh một lần lượt từ trên xuống dưới. Đó. Và nó chạy, nó thực hiện điều khiển con vật này. Đó. Thì chúng ta là làm cái bài tập đơn giản là cho con mèo di chuyển sang phải, nó kêu một vài tiếng. Thì bài tập của chúng tôi rất đơn giản, thì tôi không chữa, chúng ta cứ làm theo đúng kịch bản là được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học xong cái bài mới, bắt đầu nó khó hơn một chút nhé, và tướng nó chỉ đi là nó bắt đầu nó khó lên đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hôm nay chúng ta học cái gì nào. Nếu mà chương trình mà đưa ra là chúng ta có thể kéo lại là xóa đi đó nhé. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài có tên là thuộc tính của nhân vật và sân khấu. Đấy, nhất cái bài này là bài hôm nay. Như vậy là chúng ta đã biết như vậy cái đối tượng chính mà chúng ta sẽ lập trình để điều khiển là nhân vật nhé và sân khấu. Đấy, chúng ta nhớ lại cái nhé. Đối với Scratch thì sân khấu chỉ có một thôi, mà nhân vật thì rất là nhiều, chúng ta có thể điều khiển cùng lúc là nhiều nhân vật ở trên sân khấu, được chưa? Thế thì nó các nhân vật và sân khấu nó có một cái nó có nhiều các cái tính chất khác khác nhau, nhưng mà nó chung quy lại người ta gọi nó các cái thuộc tính.
thuộc tính. Thì mình chúng ta phải hiểu là thế nào là thuộc tính, được chưa? Còn đặt ra là thuộc tính là gì? Thuộc tính là gì? Thì đây là một câu hỏi rất là hay, rất là quan trọng. Mà câu hỏi này là nó được dùng được sử dụng rất nhiều trong cái ở trong trong lập trình. Hay là người ta gọi là trong lập trình hướng đối tượng ấy, thì cái ý nghĩa của thuộc tính lần này là rất quan trọng. Thế bây giờ cái khái niệm này này đối với người lớn thì dễ, mà đối với trẻ con là khó. Thế thì mang kia mà các thầy cô giáo mà dạy cho học sinh ấy, thì chỗ này là chỗ rất quan trọng, chúng ta phải nhấn mạnh phải nói chậm cho học sinh hiểu. Giờ thì mời tôi nói cho chúng ta hình dung thế nào là thuộc tính nhá. Đây bây giờ không nói về Scratch nữa, tôi nói về con người bình thường thôi. Bây giờ chúng ta nói về học sinh chẳng hạn, hay có con người nhé, học sinh của chúng ta nhé. Thì thế nào là các thuộc tính của học sinh? Từ nôm na là gì? Thuộc tính của học sinh nó là những cái tính chất mà nó thường gắn liền với học sinh này. Đấy. Và nó chung cho mọi học sinh. Đấy. Thì ví dụ nhé, mà nó rất nó phổ quát. Ví dụ đối với học sinh của chúng ta ở trong trong nhà trường phổ thông nhé, thì nó có những thuộc tính như thế nào? Đây, ví dụ một, nó có thuộc tính là gì, là tên, hay là cái gì, hay là họ và tên. Học sinh nào cũng có họ tên cả. Thế như vậy là họ tên là một cái thuộc tính của học sinh. Thì mỗi một người nó có một cái có tên khác nhau. Bạn này tên là Hà, bạn kia tên là Vinh, bạn kia tên là Hoa. Thì Hà, Vinh hay là Hoa là các cái giá trị riêng của từng thuộc tính một, của từng học sinh một. Nhưng mà cái họ và tên này, đây nó là một thuộc tính, nó là một cái thuộc tính rất quan trọng của học sinh, được chưa? Đó, thì cái này các bạn này, cái phần này là phần dạy tương đối khó nhé. Bây giờ tôi thêm một cái thuộc tính thứ hai này, cái được. Ví dụ học sinh học tính thứ hai của học sinh là gì, là lớp, nó thuộc lớp nào? Người thì bạn thì ở lớp 4A, bạn thì ở lớp 4C, bạn thì ở lớp 5A. Thì những cái 4A, 4C, 5A này là các cái giá trị riêng của cái thuộc tính lớp của học sinh. Mỗi học sinh là bắt buộc phải có một lớp nào đó, thì cái lớp đó là nó là thuộc tính của học sinh, được chưa? Đó, ta lấy ví dụ thứ ba để ta thêm một tính. Ví dụ như là có thêm một tính là gì, là chiều cao, chiều cao hay là cân nặng, nó là cái thuộc tính mà chúng ta hay hay sử dụng cho học sinh cân đo hàng ngày để biết là nó chỉ có nó tăng lên hay là giảm đi. Được chưa? Như vậy mỗi học sinh là có một chiều cao riêng của mình và cân nặng riêng của mình. Ví dụ như cao, bạn này cao 1m6 và nặng là 40 kg chẳng hạn, thì những cái 1,6 này và 40 kg này nó là các cái giá trị cụ thể của thuộc tính của từng học sinh. Chúng ta có thể kể ra nhiều nữa nhé, ví dụ như là địa chỉ nhà này, rồi là vân vân, nhiều thứ lắm. Chúng ta có thể liệt kê ra rất nhiều các thuộc tính của học sinh. Thì như vậy học sinh nó là một cái đối tượng mà chúng ta đang đang quan tâm, thì nó có nhiều các cái thuộc tính, được chưa? Nó là những cái nó là cái tính chất hay là cái đặc thù mà riêng cho từng 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 học sinh một, và các học sinh khác nhau ấy thì có các cái giá trị thuộc tính là khác nhau. Như hai học sinh bạn này đây, bạn 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 này hai bạn này tên là Hà đúng không, lớp là lớp 6A, bạn này chiều cao là 1m7 và cân nặng là 50 kg. Bạn này thì là tên là Bình, bạn này tên là Bình, học lớp là 4C, chiều cao là 1m4 và cân nặng là 34 kg. Thì như vậy là các cái Hà hay là 6A này, 5 kg, nó là các cái giá trị tương ứng với cái thuộc tính là tên, lớp, chiều cao, cân nặng của học sinh đó. Như vậy là mỗi học sinh là nó có các tất cả học sinh nó có các thuộc tính chung, là các cái thuộc tính giống nhau, nhưng mà cái giá trị của nó lại khác nhau. Các bạn đã hiểu không nhỉ? Thế như vậy đây là một khái niệm mà là rất quan trọng, trong trong đời sống. Các em học sinh cũng hiểu thôi, nhưng mà nó là một cái khái niệm quan trọng ở trong lập trình nữa. Đó, nha. Thì như vậy là tổng tổng quát nhé, cái này mà dạy cho học sinh tiểu học là hơi khó, nhưng mà chúng ta cố gắng để dạy. Như vậy là mỗi một cái đối tượng
mà chúng ta đang quan tâm. Cụ thể đây là các nhân vật nhé. Ở trong Scratch ấy thì nhân vật là các đối tượng rất quan trọng. Có thể là con chó, có thể là con mèo, có thể là một hình ảnh một cô giáo, có thể hình ảnh là một cái bông hoa, có thể hình ảnh là một con voi, có thể hình ảnh là một cái trống. Thì mỗi nhân vật là một cái đối tượng mà chúng ta cần lập trình, cần điều khiển nó. Thì mỗi nhân vật như vậy là nó có cái thuộc tính riêng của mình nhé, các cái thuộc tính, nó có các cái thuộc tính khác nhau. Đấy, giống như vừa nói đấy. Thì cái thứ nhất là ai tạo ra, chính là cái người mà thiết kế ra cái phần mềm Scratch, người ta tạo ra các cái thuộc tính này, và có thể và mỗi thuộc tính như vậy chúng ta gán giá trị cụ thể cho từng từng nhân vật một, được chưa? Rồi chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Như vậy là trong Scratch ấy, thì nhân vật là có thuộc tính, sân khấu cũng có thuộc tính, và cái thứ này chúng ta còn học suốt từ giờ cho đến cuối chương trình nữa, chứ không phải hôm nay là xong. Hôm nay chúng ta học khái niệm thôi, và học một vài khái niệm thuộc tính, và chúng ta sẽ còn làm quen với tính này suốt từ giờ cho đến cuối chương trình, và không bao giờ hết. Cái tính này còn nó có rất nhiều, và nó mở rộng ra rất nhiều thứ, và vấn đề là chúng ta sử dụng thuộc tính như thế nào để lập trình điều khiển ra làm sao, thì đó là cả một câu chuyện khác nhau, cả một câu chuyện rất là phức tạp. Được rồi, thì bây giờ chúng ta cùng mô tả nhé. Như vậy là mỗi một cái nhân vật ở trong sân khấu là có các thuộc tính của mình. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu một số cái thuộc tính mà theo theo tôi là đơn giản nhất mà chúng ta cần dạy đầu tiên là cho học sinh nhé. Đây thì đầu tiên có thể chúng ta mô tả đầu tiên cái thuộc tính đầu tiên là gì, là tên của thuộc tính, tên à, mỗi thuộc mỗi một nhưng mà chúng ta có một cái tên riêng nhé, có một cái tên riêng, không ai là trùng nhau cả hạn, có chưa nào? Cùng là mèo cả, thì chúng ta có hai con mèo, chúng ta con mèo này là con mèo A là con cún, à, con mèo A là con mèo một, và con hai là con mèo hai. Hai con chó thì con chó một là tên là cún, con chó thứ hai là tên là gì đó. Có hai người thì người đầu là tên là Hoa, người hai là tên là Bình. Như vậy là có một cái tên rất quan trọng, được chưa? Tôi mô tả trước và tôi sẽ nói sau cái cách chúng ta điều khiển nó như thế nào. Như vậy tên là một khái niệm rất là quan trọng, là một cái thuộc tính quan trọng. Cái thứ hai, cái thuộc tính thứ hai mà chúng ta thấy rất quan trọng nữa là cái thuộc tính gì, là cái thuộc tính gọi là gì, là hướng 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 nhé. Mỗi nhân vật ở trong của Scratch phải có luôn luôn là nhìn về cái hướng của mình, cái hướng ở trong đây của nhân vật đây, thì hướng của nó là một góc thôi, góc, và đây hướng, đây hướng của nó là thực ra là một góc tròn 360 độ như này này, đấy được chưa? Đấy, thì mặc định có một cái hướng tại một thời điểm, thế nhưng mà chỉ quay về một hướng cố định, chúng ta có thể xoay nhân vật đó theo một hướng khác nhau. Thì hướng nhé, hướng này là nó chạy từ 0 0 độ cho đến là 360 độ, nhưng là cái hướng này là nó làm có cái chu kỳ là 2 pi đấy, 360 độ. Như vậy là cái là hướng, như là hướng là 10 độ thì trùng hoàn toàn với hướng là 10 độ của 2 pi, tức là 370 độ, là hoàn toàn trùng nhau nhé, vì là nó góc của nó như vậy. Thì khác như sau, cái hướng 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 này này nó như sau nhé. Thì hướng trên này, hướng lên trên cùng này này chính là hướng là 0 độ. Đây tôi mô tả lại hướng của nó nhé. Đây à, nó về hướng nhé. Đây thì hướng này này là 0 độ, hơi khác nhé, hơi khác. Thực tế chúng ta khi ta muốn đo ở trên thực tế ở trong mạng trường dạy thì hướng hướng sang bên phải là 0 độ, đây là ngược lại, trên là 0 độ. Hướng này là 90 độ, như vậy nó xoay theo chiều kim đồng hồ nhé. Hướng xuống dưới này này là 180 độ, hướng này này là 270 độ. Như vì cái tính của nó như vậy là cái hướng này 270 độ cũng chính là hướng là trừ 90 độ, nó là một nhé. Hướng xuống này là 180 độ hay là trừ 180 độ, nó là một, vì hai cái này nó tương đương nhau cái này. Được chưa? Đây là 0 độ. Đây là hướng, chỗ này là hướng 45 độ. Chúng ta chú ý nhé, chúng ta nhớ cái hướng đó là cái hướng này nó hơi khác một chút so với hướng mà chúng ta quen làm trên ở trong 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 toán học. Như vậy là tên là một này, là hướng là hai,
hàng cái rất quan trọng. Cái thứ ba nữa vô cùng quan trọng, nhắc lại nhé, nhắc lại cho ta, vì tiếng Anh của chúng ta hình dung nhé, tên tiếng Anh là cái từ đầu là name, name name nhé, tiếng Anh này. Hướng nó là direction nhé, Scratch. direction là hướng nhé. Một cái tính thứ ba rất quan trọng nữa là cái gì, là tọa độ. Đấy. Tính thứ ba là tọa độ, tọa độ của nhân vật. Đấy, thì cái này chúng ta sẽ phải làm quen một chút, thế nào là tọa độ nhân vật, được chưa? Đây thì cách làm của ta hiểu như sau này. Toàn bộ sân khấu của chúng ta nhé, sân khấu của chúng ta đây, sân khấu của chúng ta, máy đang tính hiểu nó làm cái trục tọa độ vào chính giữa tâm, chính giữa tâm đây. Ta có hình dung như này nhé, đây là tọa độ x gì, đây là tọa độ y đấy. Thì mỗi một cái điểm vị trí trên ở trên màn hình đây thì nó ứng với là có hai tọa độ là x và y. Đúng không? Đây là tọa độ x, tọa độ x, và đây là tọa độ y của cái điểm này. Thì một nhân vật trên màn hình nhé, thì có một cái tâm của nhân vật đấy. Chúng ta nhớ là có một, tôi nói sau nhé, mỗi một nhân vật của chúng ta là có mỗi một nhân vật nhé, thì tọa độ nằm ở đâu, tọa độ nó tính là tính theo tâm của nhân vật nha, tâm tâm chúng ta hình hình ta là hình tròn này, từ tâm nó vào giữa như hình hình người thì tâm chúng ta có thể điều khiển tâm sau, nhưng mà đây tâm nó đây như thì vị trí này này, như này chỉ là vị trí này là có x y của nó này, lại tọa độ x chỉ của nhân vật, tọa độ y của nhân vật, được chưa? Đó thì như vậy, vậy suy ra là cái thuộc tính thứ ba là tọa độ nhân vật. Thì cái thuộc tính này nó có hai thuộc tính, là một là tọa độ x gì, tọa độ y, được chưa, tọa độ y. Hai đang chú ý thì tọa độ đang tính như nào, thì cái điểm ở giữa màn hình là không không, thì màn hình của nó thì theo cái quy định của cái tọa độ này nó tính theo cái gì, nó tính theo một quy định, một quy ước riêng của Scratch, hay người ta hiểu thì là tính theo điểm, tính theo point nhé, tính theo điểm, tính theo điểm là như sau này. Đây bây giờ chúng ta vẽ ra cái cửa sổ của chúng ta đây nhé, thì Scratch vậy như sau, thì chúng ta phải ghi lại điểm giữa đây nhé. Thì máy như hiểu như sau, x này, y này, y nhé, thì cái chiều rộng của sân khấu này được quy định là 480 điểm, 480 hay là điểm, hay là bước, dùng từ gì cũng được, bước điểm hay là step, bước nhé. Chiều dài, chiều rộng của nó là 480, chiều cao, đây là chiều rộng của nó là 480, chiều cao của nó là 360 điểm. Vậy suy ra như sau này, đây là tọa độ điểm, đây là tọa độ là 00 xy đây, cái điểm này tọa độ là 0 là 240 đúng không, cái điểm ở bên này này là 0 trừ 240, là chúng ta phải nhớ nhé. Đấy. Cái chỗ này là chỗ dạy cho học sinh là rất là khó, sinh tiểu học vì rất là khó. Ở dưới này này là trừ 180 0, còn điểm trên này này là 180, xin lỗi mình tôi nhầm sang XCV hết rồi, đợi tôi một chút nhé, từ nãy là mà cứ lẫn lộn hết tất cả nhé, tôi sửa lại một chút, tôi nhầm X và Y luôn, đây đây này, tôi sửa lại một chút cho các bạn xem nhé. Đây đây, cái điểm này này, điểm này là 240 không nhé. Thông thường là tọa độ x thì tôi là ở đầu, tọa độ y là vị trí thứ hai nhé. Đấy. Điểm này là trừ 240 không, các bạn sửa lại nhé. Điểm này là 0 trừ 18, đúng rồi, 0 trừ 180, còn trên này là 0 và là 180. Đấy. Cái điểm bên phải trên này này là 240, tọa độ x y là 180. Đấy.
Điểm bên phải dưới này là trừ 2, 40, trừ 1, 80. Như vậy là cái toàn bộ sân khấu nó làm một cái hệ tọa độ một hình nhiệt chính xác điểm không không mà nằm ở giữa. Cái này là chúng ta dùng rất nhiều vì đây là tọa độ của nhân vật, chính là một thuộc tính rất quan trọng của nhân vật, nó nằm ở đâu ở trên màn hình và chúng ta phải điều khiển nhân vật. Sau này sẽ học điều khiển nó di chuyển chính xác cái vị trí A, vị trí B, vị trí C là phải dùng cái này. Đó, rất quan trọng luôn, cái này là vô cùng quan trọng. Chẳng như các bạn chúng ta sẽ học cách các cái bài tập là con mèo để con chuột chẳng hạn, hay chúng ta dùng cái làm cái chương trình là vẽ hình một cái hình tròn, vẽ hình vuông chẳng hạn, thì tất cả cái chuyện vẽ như vậy là phải chính xác tọa độ của từng điểm một, thì cái chính là cái phần này đây, tọa độ đây đó. Thì bây giờ nhắc lại một lần nữa nhé, bây giờ nhắc lại là chúng ta sẽ học dần không học tất cả. Thứ nhất là thuộc tính của nhân vật. Thì hôm nay chúng ta sẽ học ba nhân ba thuộc tính ban đầu đã. Thuộc tính một nhắc lại là tên tên của nhân vật, mỗi nhân vật là có một cái tên riêng không ai giống ai cả. Thuộc tính thứ hai là hướng, rất quan trọng hướng. Khi mà chúng ta khi mà chúng ta mà tạo ra một nhân vật đầu tiên đấy, tạo ra thì mặc định hướng mặc định của nó là sang bên phải, tức là 90 độ. Hướng mặc định là 90 độ. Hướng mặc định là 90 độ. Nhé. Còn chúng ta có thể điều khiển. Nhé. Thứ ba là tọa độ. Tọa độ thì nó có hai có hai cái thuộc tính, là một là tọa độ x. Tọa độ x, hai là tọa độ y. Thông thường khi chúng ta tạo ra một nhân vật mới tinh nhé, thì nó sẽ nằm ở ngay tọa độ là không phải là không không nằm ở chính giữa. Chúng ta có thể điều khiển, có thể di chuyển nhân vật đó. Thế nhưng mà đây là ba cái thuộc tính ban đầu rất quan trọng, và bây giờ chúng ta sẽ và cái thuộc tính của nhân vật chúng ta sẽ học dần chứ không phải học tất cả cùng một lúc. Cùng một lúc thì sẽ không đủ, sẽ ngược lên và sẽ không thể nắm nắm được. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau dừng lại và làm bài tập ở trên cái nhân vật này đã nhé. Rồi tạm thời chúng ta tạm thời chưa nhắc đến sân khấu vội nhé, lát nữa đến cuối buổi tôi sẽ quay lại sân khấu và chúng ta sẽ bổ sung thêm các thuộc tính của nhân vật sân khấu. Còn bây giờ chúng ta tạm thời dừng lại ở cái tên này, hướng, tọa độ, được chưa? Đây bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem. Đây là con mèo nhé, con mèo. Thì các bạn thấy nhé, ở đây nhé, thật ra nó có rất nhiều thứ, nhưng mà đây này, khi chúng ta tạo ra một con mèo mới tinh đây, các bạn thấy không, thì đây nó có đây, nó có chữ sprite này, đây chính là tên này đấy. Bây giờ chúng ta muốn sửa, chúng ta có thể bấm vào đây, chúng ta xóa cái này, mà chúng ta biết là chúng ta viết là mèo con thì nó đặt tên, nó sẽ là mèo con đó, thấy không nào? Đây như tên này nhá. Tiếp theo là ở chỗ đây này, đây là hướng đây đó, mặc định là nó nhìn sang bên nhìn sang bên phải 90 độ. Chúng ta có thể thay đổi này, các bạn thay đổi, thấy con mèo thay đổi không nào? Đấy, mèo thay đổi, nó đi nó xoay đi bốn hướng luôn đấy, thấy không nào? Đây là không độ này, đây là 90 độ này, ở đây là 180 độ này, đây là 270 độ, hay là trừ 90 độ này. Đấy, đây là không độ này, chính xác chưa? Đó, thì mỗi con mèo là nó có một cái hướng, mỗi nhân vật là có một cái hướng riêng đó, được chưa? Đấy. Tiếp theo ở chỗ này này, ở đây chính là tọa độ x và tọa độ y này, hay không? Bây giờ tôi di chuyển nhé. Hiện nay mèo đang ở vị trí là làm x là trừ 30, còn y là 2. Tôi di chuyển nhé. Đấy, mèo di chuyển về vị trí x là 160 và y là 111, thấy không nào? Như vậy chúng ta vừa mới làm quen ba thuộc tính rất quan trọng, nhắc lại này, là tên của nhân vật này, thứ hai là hướng nhân vật này, đúng không, và thứ ba là tọa độ x và y đây. Đấy. Thì ở chỗ này là chỗ chúng ta có thể dùng chuột, chúng ta có thể thay đổi trực tiếp cụ thể cái nhân vật trên màn hình, nhưng mà thực tế không ai làm như vậy, thực tế chúng ta phải lập trình nhé. Rồi bây giờ làm thử nhé, thì đây đi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Về tên, chỗ đây giờ tên thì có đây giờ không nói gì, nhưng mà chúng ta đầu tiên chúng ta tìm hiểu cái tọa độ.
Thì cái lệnh mà đây chúng ta vào cái chỗ motion và vào cái lệnh này này, cái lệnh là go to XE, đây chính là cái lệnh rất quan trọng. Lệnh quan trọng đầu tiên là cho nhân vật chúng ta di chuyển thật nhanh đến vị trí XE này. Đây chính lệnh là thay đổi cái thuộc tính X và Y đây cùng một lúc. Bây giờ tôi muốn là cho mèo nó di chuyển về góc góc phải trên nhé. Tôi cho mèo di chuyển về tọa độ X thì là 240, còn đây là 180 là góc góc phải trên đấy. Thử nhé. Đấy. Là mèo nó chu thuật lên lên trên này. Như vậy là hiện nay là mèo đã thay đổi cái thuộc tính với X Y của nó là 240 và 180. Các bạn thấy rõ không nào? Đó. Bây giờ tôi sẽ làm tiếp tục. Tôi cho lệnh thứ hai. Đây. Lệnh thứ hai tôi cho mèo nó quay về nó quay xuống dưới nhé, nó quay xuống dưới là đi xuống sau góc bên trái dưới là âm 240 và y là âm 180. Đấy. Chạy này. Đó, tiếp dưới đấy nhé. Bây giờ cho chạy thử nào. Bây giờ tôi làm như này, tôi cho cái trình như thế này. Đây nhé. Đầu tiên là cho mèo vào chạy về đây. Sau đó từ để này thấy nhanh quá, tôi phải để vào giữa một cái lệnh là cho nó chờ một giây. Nhé. Bây giờ ban đầu tôi cho con mèo là xuất phát từ vị trí là 00 là giữa màn hình 00 nhé. 00. Sau đó là chúng ta cho nó chờ 1 phút. Chờ 1 phút. Sau đó là go to đến 240 và 180 là góc phải trên. Sau chờ một giây xong quay xuống bên dưới là 240 và âm 180. Chạy thử nhé. Đây này, bạn nhìn quan sát nhé. Đấy, ở đây này. Chạy lên này, chạy xuống. Thấy không nào? Chạy rất là nhanh. Thì lệnh go to XE là cái lệnh đầu tiên rất quan trọng, lệnh là thay đổi cái nó di chuyển thật nhanh đến cái vị trí X và Y. Được chưa? Và đây là cái hành trình đầu tiên là chúng ta điều khiển là trong kịch bản là cho mèo xuất phát từ tâm của sân khấu, sau là mèo, sau một giây mèo đi lên góc trái trên, sau một giây là mèo lùi xuống góc đi xuống góc trái dưới, được chưa? Anh nhưng đây là cái bài đầu tiên của hôm nay nhé, đơn giản. Mà chúng ta thấy đây là cái lệnh mà như vậy là chúng ta có thể dùng lệnh để chúng ta là cho mèo chuyển động, hay nói cách khác chúng ta thay đổi cái thuộc tính là tọa độ x tọa độ y. Thay đổi được không? Đây thay đổi đấy, chính là lệnh go to x y. Nhưng bây giờ bài này tôi ghi lại thành cái bài đầu tiên để chúng ta có cái dùng nhé. Các bạn này sau này sẽ đưa vào. Tôi sẽ viết sách từng từng đưa vào hết nhé. Hôm nay là bài số 2. Đây là cái bài đầu tiên nhé. Đây là cái bài đầu tiên của chúng ta. Đây là bài 1 nhé. Là cho mèo xác định vị trí ban đầu của mèo. Đây là cái bài đầu tiên như vậy nhé. Như vậy lệnh go to XE là cái lệnh mà nó như vậy. Cái lệnh này có cái dở, có cái hay là đi rất nhanh nhưng mà nhanh quá là chúng ta lại không nhìn thấy. Thì có cái nào mà đi chậm không? Có. Thì chúng ta dùng lệnh khác đi chậm nhé. Bây giờ chúng ta không dùng cái lệnh go to XE mà đi nhanh nữa. Chúng ta dùng lệnh này thì có cái lệnh trong motion, có một lệnh rất là hay là lệnh là gì? Lệnh là glide to. Đây. Lệnh này là di chuyển đến vị trí này trong thời gian là bao nhiêu giây? Đấy, đây là cái lệnh mà nó đi chậm chậm chứ không phải đi nhanh. Bây giờ tôi sửa lại cho anh như sau nhé. Đầu tiên go to x không không là vẫn như cũ nhé. Bây giờ tôi bỏ cái này đi, tôi bỏ cái này đi, này nhanh quá, tôi bỏ cái này đi, tôi bỏ cái này đi, tôi bỏ hết đi và tôi làm như sau. Glide to vị trí là 240, đây vị trí là 240 và đây là 180. Cái việc di chuyển này sẽ kéo dài trong di chuyển trong một giây đó. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển xuống phía dưới cũng trong một giây nữa, xuống về vị trí là âm 240 và âm 180 là về góc dưới này. Đó, chạy thử nhá. Đây này. Đấy, để xuống lên dưới. Thế nào? Nó di chuyển. Bây giờ tôi để cho nó chậm lại này, để tôi để cho nó chạy là 5 giây thì nó đi rất chậm luôn. Đấy, thử nhá. Đấy. Thấy không nào? Đấy. Thế như vậy lệnh thứ hai mà chúng ta học liên quan đến cái việc điều khiển di chuyển của nhân vật hay là các chính là cái lệnh mà thay đổi của tọa độ XY. Tọa độ XY là một cái thuộc tính rất quan trọng của con mèo. Đây là lệnh thứ hai, chứ các bạn thấy không? Vậy nó rất đơn giản thôi nhưng mà là chúng ta học từ từ nhé.
Lệnh gấu tổ XY là lệnh mà đi thật nhanh ra cái vị trí XY trên màn hình. Lệnh là glide 5 giây hay là 3 giây hay là x giây đến vị trí x, phải đến vị trí x thì nó đi chậm. Đấy thì đây là lệnh thứ hai nhé. Đây là bài tôi ghi đây là bài số 2 của hôm nay để chúng ta có hình dung. Đây là B2 là mèo di chuyển chậm nhá. Hình dung mình ta hình dung di chuyển chậm. Đó là bài thứ hai. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một chút nữa nhé. Tôi sang cái bài số 3. Chúng ta hình dung. Bây giờ chúng ta sẽ để con chó mèo nằm ở đứng ở vị trí này. Thông thường khi mà chúng ta khi bắt đầu chương trình thì tùy chúng ta đặt đâu thì chúng ta để như này, tôi để như này là đặt ở giữa màn hình. Còn tôi là đặt chỗ khác tùy thôi nhé. Tôi muốn để ở đây này. Đấy. Tôi muốn để ở đây nhé. Bây giờ tôi làm như sau này. Đây. Bây giờ tôi làm như sau, bây giờ tôi sẽ go to vị trí này, tôi sẽ để như sau, tôi sẽ go to đến vị trí này là tôi để đây là để số 0 và để ở đây là trừ 220 chẳng hạn, trừ 220 nó sẽ nằm ở vị trí ở bên trái. Đó. Bây giờ tôi sẽ cho mèo chuyển động sang bên phải. Được chưa? Thì trong cái lệnh chuyển động của nhân vật thì ngoài cái lệnh là go to XY nhanh này hay là lệnh glide to mà glide chúng ta vừa biết đấy, thì ở trong class chúng ta sẽ học một lệnh rất quan trọng nhé. Hiện nay mèo đang hiện nay là mèo đang nhìn về phía bên 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 phải, vì mặc định của nó là 90 độ mà. Đây tôi để đây nhá, mặc định là 90 độ. 90 độ. Được, tôi cho xem cái có một lệnh đây này. Đây chính là cái lệnh để mà thay đổi hướng. Như vậy là có với tốc độ XY thì có cái lệnh là go to hay là glide to đúng không? Còn hướng có cái lệnh là point in direction, đây là lệnh thay đổi hướng. Đấy, thì thường thường được như này. Thế đây là cái lệnh ban đầu là như sau, là cho mèo xuất phát từ vị trí là âm 220 và y là 0 vào xoay về hướng là 90 độ là sang phải. Được chưa? Đây, sang phải đây. Rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ học tiếp theo là rất nhanh và rất hay, là chúng ta học cách là điều khiển cho mèo là di chuyển chạy trên màn hình thì sẽ làm như nào. Đây là một cái lệnh rất quan trọng. Nó liên quan đến tốc độ XY nhé. Thì ngoài lệnh là go to XY mà ta đã biết là chuyển nhanh, hoặc lệnh glide to đây, lệnh glide to là lệnh này chúng ta vừa biết xong, lệnh này cũng được. Nhưng mà nó không, thực tế ít dùng lệnh này. Có dùng nhưng mà khi mà mô phỏng chuyển động thì người ta dùng cái khác. Thì dùng như sau này, thì tôi mô tả cho các bạn xem nhé. Thì chúng ta dùng cái lệnh là move. Đấy, lệnh move là lệnh là bước ngắn thôi. Nhưng mà rất hay cái lập trình của Scratch giống như mọi chuyện khác là chúng ta có quyền lặp lại nhiều lần cái lệnh này. Các bạn nhìn lại. Đây thì chúng ta sẽ làm quen lại sau đây. Ở trong cái phần control này có hai lệnh lặp rất quan trọng. Một lệnh này, đây là lệnh là lặp bao nhiêu lần, repeat bao nhiêu lần, còn đây là lệnh lặp là vô hạn lần. Thì đến một lát nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu cả hai lệnh này kỹ hơn. Nhưng bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn ý nghĩa. Hai lệnh này là rất quan trọng, dùng trong rất nhiều thứ, là một trong những cái câu lệnh mà hay dùng nhất cho mọi cái ngữ lập trình, chứ không phải chỉ riêng trên Scratch, nhưng đối với Scratch nó rất quan trọng. Thì người ta khi mà di chuyển sang phải như này thì người ta ít khi mà dùng cái lệnh go to hay là cái like to sang bên phải này, người ta dùng lệnh này, người ta đưa cái này vào đây đấy và cho nó repeat. Ví dụ từ ở đây nhé, từ đây sang đây của chúng ta là bao nhiêu lần, là 480. À, tôi nhắc lại một chút các bạn nhé. Cái chỗ là 10 step này chính là 10 điểm đấy, chính là cái số 10 này ứng với tọa độ, ứng với cái kích thước tọa độ của sân khấu đấy nhé. Như vậy là từ bên trái sang bên phải màn hình là 480 bước. Các bạn nhớ lại nhé. Cái này là cái rất quan trọng. Cái này sẽ phải nhớ mãi nhé. Cái tọa độ của chúng ta, cái hình của chúng ta đây, có sân khấu đây, cái chiều rộng của nó là 480 là 480 bước nhé. Chiều cao ở đây là 1360 bước. 360 bước chính là cái từ step ở trong lệnh move đấy. Đấy. Nghĩa là con mèo xóa từ đây mà di chuyển về phía này là phải di chuyển là 480 bước. Đúng không nào? Đó.
80 bước, mà mỗi bước lại di chuyển là mỗi một cái là mỗi một lần bước là bước là 10 bước. Như vậy phải lặp bao nhiêu lần thì phải lặp là 48 lần thì mới hết được sân khấu. Đấy, cho thấy chúng ta làm được là một bài toán. Chúng ta đưa nó vào đây. Thì đây là cái lệnh là nhìn lặp 48 lần cái lệnh là move về phía trước là 10 bước, thì 10 nhân đến 48 có phải là 480 không? Vừa vặn đúng chiều dài, chiều ngang của sân khấu. Thì đây, chúng ta đưa vào đây. Và đây là cái lệnh rất quan trọng. Lệnh là lặp. Cái lệnh này là lặp, có thể lặp một lệnh, nhiều lệnh, bây giờ chúng ta lặp một lệnh thôi. Lặp là lặp bên trong là 48 lần, lặp 48 lần, mỗi lần là đi là 10 bước. Nhưng mà đây chỉ cái lệnh là đi 480 bước. Chúng ta đưa vào đây. Đó. Thì như vậy và chúng ta học cái lệnh tiếp theo là dùng cái lệnh lặp để mô tả các nhân vật chuyển động. Thì đây là cái lệnh rất là hay, rất hay dùng. Người ta không, khi mà mô tả cái nhân vật chuyển động trong màn hình thì người ta ít dùng những lệnh khác. Cũng có thể dùng lệnh go to hoặc lệnh glide to, nhưng mà lệnh repeat và lệnh move là sẽ hay đi cùng với nhau. Tôi thử cho bạn xem nhé, đây này, chạy thử nhé. Đấy, xong cái này thì dừng lại. Bây giờ đi cái này là đúng một chiều ngang của sân khấu. Đây chúng ta chạy lại thử này. Đấy, thấy không nào? Đấy, thấy không nào? Nhưng mà đây là một kỹ thuật chúng ta nhớ nhé. Kỹ thuật này là kỹ thuật dùng để di chuyển của nhân vật của chúng ta. Nhưng mà tôi thêm một ý nữa rất hay này. Cái này là nó trước một chút, nhưng mà chúng ta chỉ khi một nhân vật của chúng ta ấy, là nó có nhiều khái niệm, nó có nhiều trang phục. Cái này trang phục cũng là một thuộc tính của nhân vật, nhưng mà chúng ta sẽ học sau, có lẽ là buổi sau. Hôm nay tôi chỉ nói thêm một, để tôi nói thêm để bổ sung vào cái chuyện là mô tả cái lệnh di chuyển thôi. Thì chúng ta có mèo đây, chúng ta bấm vào cái costume. Đây là cái lệnh, đây là cái tab để chúng ta quan sát xem nhân vật này chúng ta có bao nhiêu trang phục. Đây có hai trang phục, thế là đứng với là có hai hình ảnh đấy, hai hình ảnh. Nhưng mà con mèo là cái là nhân vật mà có hai cái trang phục nhé. Trang phục cũng là một thuộc tính của nhân vật, nhưng mà chúng ta chưa học đến. Hôm nay chúng ta chỉ học cái cách dùng trang phục để mô tả con mèo di chuyển thôi. Đấy. Thì cái trang phục này là nó hay kinh khủng, nó rất là hay, là một cái tính chất rất đặc biệt của cái phần mềm Scratch luôn. Nó, chúng ta dùng nó ở khắp nơi mọi chỗ và nó rất độc đáo, rất là hay. Nó tạo cho một chức năng bình thường thôi, nó giúp chúng ta tạo ra cái điểm nhấn, tạo ra cái gọi là cái hoạt hình, tạo ra cái sự sáng tạo của học sinh rất là nhiều. Đấy, thì hôm nay chúng ta dạy trước một chút và chúng ta biết trước được như vậy dùng cái khái niệm trang phục này. Cho thấy nhé, con mèo ở đây này, trang phục 1 là chân nó sải ra, trang phục 2 chân nó co lại. Như vậy là khi mà chúng ta hiển thị liên tục các trang phục này thì ta thấy các chân mèo nó sẽ bước như này. Và như vậy là dùng trang phục là một kỹ thuật dùng để mô phỏng hoạt hình. Và cụ thể ở đây là chúng ta dùng trang phục để mô phỏng con mèo di chuyển trên màn hình như thế nào. Đây, cho làm như này nhé. Đây, thì cái lệnh move là cái lệnh mà đi về phía trước, đi về phía trước. Nhưng mà cứ sau lần move chúng ta có cái lệnh là thay đổi trang phục. Đấy, đây bây giờ chúng ta vào cái looks và chúng ta sử dụng một lệnh rất quan trọng là cái lệnh là next costume. Cái lệnh này là giúp cho chúng ta là cho con mèo là di chuyển từ trang phục 1 sang trang phục 2 và từ 2 lại về 1, 1 lại về 2, cứ thế sang trang phục tiếp theo. Nhá. Con mèo chúng ta sẽ có hai trang phục 1 và 2 đây nhé. Phải nhắc lại là chúng ta sẽ học sau cái này, chúng ta sẽ học trong buổi sau. Chúng ta sẽ học sâu hơn về cái này, nhưng mà hôm nay chỉ học ở chỗ là chúng ta sử dụng một cái lệnh next costume để mô tả con mèo chuyển động thôi nhé. Chúng ta đưa vào đây. Như vậy chúng ta cứ bước 10 bước lại thay đổi trang phục, xoay lặp lại bước 10 bước là chuyển trang phục. Chúng ta đưa vào đây. Đấy, chạy thử nhé. Bạn chạy thử thấy rất là hay luôn. Đây là một kỹ thuật, một cái hiệu rất quan trọng của Scratch. Ta chạy thử nào, bắt đầu nào. Đấy, thấy không nào? Đấy, các bạn thấy như vậy chúng ta thấy là bây giờ cho thấy như vậy, khi mà chúng ta cho cái trang phục nó chuyển động liên tục như vậy thì chúng ta thấy là đã mô phỏng con mèo đúng là chạy trên màn hình thật. Đấy, cái này rất là hay luôn. Vì con mèo là cái con vật mà nó có cái tính năng là mô tả chạy như là con mèo thật, bởi vì nó có hai trang phục và cái lệnh nó là cái lệnh này, thấy chưa?
nhé. Bây giờ chúng ta sẽ em ghi này bài, đây là cái bài số 3 rất quan trọng nhé. Đây là bài B3 là mèo di chuyển. Mèo di chuyển trên màn hình nhá, trên màn hình đó. Còn đây hay từ cái khái niệm mà từ cái khái niệm là tọa độ rồi là hướng, chúng ta lập trình như vậy. Chạy lại này đó, thế bây giờ tôi sửa số 10 thành số 5, thử xem nhá nhá, số 5 này thử nào. Đấy, có thấy nào, như vậy là mèo vẫn chạy nhưng mà chạy chậm hơn thôi. Đây là dừng lại này, thì bây giờ chỉ có là chạy là 48 nhân với 5 là 240 bước thôi, chạy nửa màn hình ta dừng lại. Nhưng mà thấy cái tốc độ của nó, ta để ở đây, ta để số 3 chẳng hạn. Đấy, như vậy là cái lệnh này, lệnh là lặp này, lặp này, lệnh lặp là move và thay đổi trang phục ấy. Thì cái số 3, cái số này chính cái số là mô tả cái vận tốc của nhân vật khi mà chạy. Có thấy hay không? Vận tốc nhá. Vậy thì tôi nhắc lại một thêm cho chúng ta nhớ lại nhé. Trong cái là khi mà mô tả chuyển động của nhân vật thì ta làm như sau. Mô tả chuyển động. Chúng ta dùng lệnh lặp, ví dụ như là n n lần chẳng hạn. Mà dùng cái lệnh là move nhé. Move k bước, còn nếu chúng ta có thêm lệnh nữa là lệnh next custom nhá. Đấy, thì đây là cái thì đối với nhân vật mà nó có cái khuôn dạng trang phục của nó như là dùng để chạy ấy, thì cái lệnh này chính là cái lệnh để mô tả chạy. Nhé. Và cái số K này, chính là mô tả cái vận tốc chạy. Vận tốc chạy của nhân vật. Đấy. K càng lớn thì nhân vật chạy chạy càng nhanh, đúng không? Của nhân vật. Rất quan trọng luôn, cái này rất quan trọng luôn nhá. Cái này là cái mà chúng ta không để ý, chúng ta không không không, không biết, nhưng mà bây giờ ta biết rồi. Đấy, thì như ở ở trong Scratch nó còn hay nữa là nó có ngoài cái lệnh lặp cụ thể bao nhiêu lần, nó có một lệnh nữa lệnh lặp, gì, lệnh lặp vô hạn lần. Đây bây giờ sẽ cùng nhau chúng ta cùng nhau kiểm tra nhé. Đây để chúng ta thay cái lệnh lặp n lần bằng lệnh lặp là vô hạn lần. Bây giờ chúng ta bỏ cái này đi và chúng ta thay bằng cái lệnh là chúng ta vào control, chúng ta dùng lệnh là forever. Đây là lệnh là cho phép lặp vô hạn lần. Ở trong Python, sử dụng rất nhiều cái lệnh này. Ý của nó rất là hay, mà chúng ta sẽ học dần nhé, học dần. Hôm nay chúng ta sẽ học hai lệnh thôi, là lệnh là lặp n lần, là lệnh gọi là lệnh repeat, và lệnh lặp thứ hai là vô hạn lần, là lệnh là forever. Bây giờ chúng ta cho vào đây thì con mèo nó sẽ di chuyển là vô hạn lần. Thử nhé, đây đây. Khi tới đây mèo mới về mới chuyển động nhớ, nhưng mà vì sao, sao là tôi gọi vì sao nó đứng ở đây không nào? Vì bây giờ là mèo đã vượt ra khỏi màn hình rồi, vì là mèo đi ví trước mà ra khỏi màn hình rồi mà màn hình lại không không mô tả được, cho nên lệnh này mèo nó sẽ đứng ở đây và đứng mãi ở đây. Đấy, thì đây là một trong những cái điểm rất chú ý khi chúng ta mà điều khiển những vật chuyển động trên màn hình, chúng ta phải chú ý cách cho nó là khi tới gặp không được vượt quá màn hình, vượt quá chúng ta phải điều khiển cho nó quay lại. Đây là một cái đang rất quan trọng đối với đối với Scratch nhé. Tuyệt đối chúng ta không được để cho nhân vật di chuyển ra bên ngoài màn hình, thì chúng ta không kiểm soát được sân khấu đấy. Tất cả nhân vật phải nằm trên sân khấu. Đấy, các bạn chú ý nhé. Không một đạo diễn nào mà lại cho nhân vật của mình mà nhảy ra khỏi sân khấu cả. Không bao giờ. Đấy, hết cảnh sân khấu là phải quay lại nhé. Phải cách sang bên phải, phải quay lại sang bên trái. Lên trên là phải xuống dưới, vân vân. Đấy, thì nhưng mà đây trường hợp mà chúng ta cho cái con cho cái nhưng mà cái lệnh này là lặp vô hạn lần, thì nó đi một lúc là nó ra ngoài mất. Thì như vậy phải làm thế nào để cho nó không bị ra ngoài? Thì ở trong Scratch có hẳn cái lệnh rất quan trọng. Cái lệnh này nó giúp chúng ta là gì, là tự động cho nhân vật nếu gặp phải sân khấu nó sẽ quay trở lại, bảo đảm rằng nhân vật không bao giờ ra khỏi sân khấu. Một cái lệnh rất quan trọng nhé. Thì đây chúng tôi lệnh này chúng ta vào lệnh motion và chúng ta chọn lệnh này đây đây
Đây là một cái lệnh mà nó lập trình sẵn rồi, tự động. Lệnh này là như sau. Lệnh này là gì? Nếu mà nhân vật mà gặp cạnh sân khấu đó thì tự động quay 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 ngược quay ngược quay quay trở lại. Lệnh rất quan trọng luôn nhé. Đây là giúp chúng ta điều khiển cho nhân vật chúng ta là không bao giờ ra ngoài sân khấu cả. Nó tự động điều khiển chuyện đó. Cho làm thế nào? Chúng ta đưa cái này vào đây thôi. Đấy, trong vòng lặp. Nhưng mà chúng ta trong vòng lặp nhé, là move về phía trước là ba bước này. Sau đó là chuyển 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 gì chuyển trang phục, tức là mô tả lao động, và cho thêm lệnh nữa là nếu gặp cạnh thì quay lại, thì nó giúp chúng ta là nhân vật đó con mèo sẽ không ra khỏi màn hình. Ta đưa vào đây thử nhé, xem nào. Đây mèo di chuyển sang bên phải, gặp cạnh thì quay lại đó, gặp cạnh thì quay lại. Bạn biết sao lộn ngược xuống, lộn ngược xuống dưới không? Đây, vì sao khi mèo quay lại lại quay đầu dưới không? Đấy, chúng ta cứ làm, chúng ta cứ làm quen đấy nhé, không có gì đâu. Đấy rồi, bây giờ này nhé, vì sao như vậy là vì như này, đây là cạnh của sân khấu. Đây, khi mà một con vật bất kỳ mà nó di chuyển đến gặp cạnh thì nó sẽ bật lại theo cái luật hình gương như này, bật lại như này, và nó xoay một góc là ngược lại như thế này. Sau đó cho nên là nếu mà chúng ta mà cho nhân vật chúng ta là di chuyển thẳng, đây di chuyển thẳng nhé, ở đây đang là 90 độ thì mèo sẽ bật trở lại với góc là bao nhiêu, với góc là trừ 90 độ, cho nên bị lộn xuống đầu đầu xuống dưới. Khi mèo mà nó xoay về một góc là trừ 90 độ, nó sẽ lộn xuống dưới. Các bạn cứ để ở đây nhé, con để con mèo đây nhé. Bây giờ tôi để đây, đây. Cái lệnh này là lệnh chúng ta xoay đây, chúng ta thử nhận lệnh này, lệnh point director nhé. Tôi chuyển từ đây là trừ 90 nhé, là lộn dưới ngay đây. Đây, khi mèo nó quay lại là nó lộn dưới là bởi vì chính vì cái lệnh này. Cái lệnh này giúp chúng ta, đây là cái lệnh là nhân vật khi gặp màn hình thì bật trở lại theo nguyên tắc đối xứng gương, và khi vẫn đang là 90 độ bật trở lại nó sẽ là âm 90 độ, mà do nó bị lộn đầu lại. Không sao cả, lộn đầu cũng rất là hay chứ phải không, cũng rất là hay nhé. Vì chúng ta chú ý tập để đây cũng không sao đó, được chưa? Rồi thôi, bây giờ chúng ta sẽ quay làm lại lần này nhé. Đây chạy lại bài lần này, chúng ta xem thử đây này. Chúng ta để đây là cho nó 10 cho nó chạy nhanh nhé, 10 này nhanh hơn nhé. Ồ, đừng nhầm cái này, cái chỗ này phải lệnh này mới đúng. Đấy, đấy, nhé, đấy, này, đây là cái bài số B4 nhé, B4 là mèo chạy vô hạn, gặp cạnh thì quay lại nhé, gặp cạnh sân khấu đấy, thì quay lại. Thế không nào? Bây giờ chúng ta sẽ chú ý một tí nhé. Bắt đầu chúng ta để cho mèo là di chuyển về bên phải ra là 90 độ. Thì như vậy thì nó bật trở lại nó sẽ là trừ 90 độ. Bây giờ chúng ta để cho mèo bắt đầu bất kỳ nhé. Chúng ta để cái point direction cho đây để một góc, ví dụ để góc là 30 độ chẳng hạn. Thật khác rồi. Đây này. Thật khác nhau, thì thử nhé đây. Đấy. Nó bật thấy chưa, thấy nó bật là đúng là bật theo kiểu đồ sứ gương không đấy. À, như vậy là mèo di chuyển liên tục trên màn hình, nhưng mà vì cái lệnh là if on edge bounce mà nó không bao giờ nó ra ngoài màn hình, luôn ở trong màn hình. Đấy, thì đây là một cái chương trình nữa để mô tả cho mèo chuyển động là chuyển động ngẫu nhiên trên màn hình, góc cạnh thì quay lại nhé. Như vậy chúng ta dùng vài lệnh nữa, chúng ta sẽ bổ sung cái tính chất này rất là hay luôn, thấy không nào nhé. Bây giờ tôi sẽ ghi cái này lại, mà đây là bài số bài B5. Bài B5 là mèo di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình nhé. Đấy, được chưa? Vậy bây giờ chúng ta đã thấy, chúng ta đã sử dụng được cái thuộc tính là tọa độ của mèo này. Đấy, tọa độ của mèo này và cái gì, và cái hướng của mèo là
rất quan trọng, thấy không nào? Và sử dụng kết hợp sử dụng lệnh lặp và sử dụng cái lệnh next custom, mà học đúng lệnh này, lệnh next custom, lệnh trong cái nhóm nhóm lúc nhóm nhóm thiện này, này lệnh rất quan trọng, nó giúp chúng ta là mô tả nhưng mà chúng ta là di chuyển, thấy không nào? Đấy, bạn chú ý nhé. Như vậy là đây là hôm nay là học thêm được 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 khá nhiều thứ nhé. Được rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ dừng ở đây và chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế thêm một số vài cái hay nữa nhé. Bây giờ này, bây giờ tôi làm cái không dùng mèo nữa, tôi dùng một nhân vật khác đi. Thì trong tìm hiểu xong trong nhân vật của chúng ta có cái ai mà có giống giống như này được không? Giống mèo được không? Được. Nhưng mà thì nhiều lắm, bây giờ chúng ta tìm người đi. Rồi bây giờ tôi new nhân vật, tôi làm một cái new một cái chương trình mới nhé. Đây. Và bây giờ tôi xóa con mèo đi. Và tôi bổ sung vào chương trình chúng ta một nhân vật khác, bấm vào để chọn. Thì trong nhân vật này, trong nhân vật có nhân vật này này. Đây là Avery Walk. Có thấy nào, thấy nó di chuyển không? Thì nhân vật này là nhân vật là nó có các cái nó nhân vật này là nhân vật nó có các cái nó có cái các cái gọi là gì, các cái trang phục ấy, đây này. Đây này. Phải thấy là đúng là đang di chuyển thật. Thì cái này là cái mà giúp chúng ta là làm điều khiển cái này rất là tốt. Tôi điều khiển thử nhé. Bây giờ cho nhân vật này xóa từ ở đây. Vị trí này là vị trí đang là -185 và đây là -2, để không đi. Bắt đầu là ở đây nhé, đây. Bắt đầu cho cô này là ở đây, di chuyển từ vị trí này. Đây. Tôi để ở đây là không đi, không nhé. Đấy. Ban đầu đây, vị trí ban đầu đấy nhé. Không. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ di chuyển cái nhân vật này, di chuyển sang bên phải và tôi muốn cho nó bật lại giống như lúc nãy nhé. Làm giống như là đối với em đầu tiên tôi để cho bạn này là quay sang bên phải này, quay sang bên phải nhé. Đây. Và sau đó chúng ta sẽ cho cô bé này là trong cái vòng lặp là vô hạn lần, forever nhé. Rồi, như lại lúc nãy nhé, giống con mèo chúng ta cho di chuyển về phía trước. Ví dụ là 5 bước thôi, 5 bước nhé. Sau đó dùng cái lệnh để mà thay đổi chân, thay đổi trang phục là cái lệnh này, lệnh là next costume. Và tiếp theo dùng một lệnh nữa để bảo đảm góc cạnh thì quay lại. Góc cạnh thì quay lại là lệnh này. Đây, chúng ta vào cái lệnh trong nhóm chuyển động if on edge bounce. Đó. Thế đây là cái lệnh mà giống như tôi làm với mèo. Để chúng ta thử kiểm tra với bạn này sẽ có được không nhá. Chạy thử nào. Nhá, chị thử lại, xem thử lại. Ôi, mà đối với người, đối với mèo thì không sao, nhưng đối với người thì lại rất là xấu khi mà quay ngược trở lại, các thầy có thấy lộ đầu xuống không? Đấy, thì như vậy chúng ta chú ý là cái mặc định là nó cho cái nhân vật chúng ta là xoay hướng bất kỳ. Nhưng tuy nhiên phần mềm nó có một cái tính năng rất là hay là nó có tính năng là điều khiển cái việc xoay xoay đó. Thì đây chúng ta quay lại đây nhé, chúng ta dùng trong cái motion này, có lệnh này, đây là cái lệnh chúng ta đặt cái chế độ xoay của cái kiểu xoay của nhân vật theo hướng. Thì đây nó có ba kiểu, một là left right là chỉ xoay phải xoay trái, kiểu thứ hai là don là không xoay, và điều thứ ba là xoay tròn. Thì mặc định nó là xoay tròn. Thì nói chung là với con vật ấy, thì chúng ta mô tả xoay tròn là rất đẹp, ta mô tả con chó con mèo xoay tròn là không sao, nhưng với người thì không nên, thì trừ khi làm siết thôi, còn người là không xoay tròn, mà người chỉ là trái là trái phải thôi, thì người ta chọn cái lệnh này. Đây lệnh này sẽ đặt một lần thôi mà dùng mãi mãi trong tổ chương trình. Còn cái ý thứ hai đi là không quay, thì lệnh này dùng khi nào? Lệnh này nó chỉ dùng cho đối với nhân vật mà chúng ta nó là các bạn giống nhau như quả bóng chẳng hạn, quả bóng nó tròn xoe này thì xoay được thế, đặt chế độ không xoay thì ta dễ được khiển. Rồi với cái này tôi sẽ đặt cho cái cô này là với đặt chế độ xoay là left right là chỉ xoay phải xoay trái thôi thì là ngon lành.
ta đưa lệnh này lên trên cùng nhé, để lựa chọn cái kiểu xoay đó. Thì bây giờ bảo đảm cô này sẽ không bị lộn đầu xuống nữa, chạy thử cho bạn xem nhé. Đây này đấy, như vậy là mặc dù khi quay lại nó vẫn là âm 90 độ, nhưng vì là do chúng ta đặt cái thuộc tính cái kiểu xoay là chỉ có phải trái thôi, chứ con này chỉ có xoay phải xoay trái thôi đấy, thấy không nào, rất là hay luôn đấy. Và đây là cái lệnh cho cô bé này chạy từ trái sang phải, góc cạnh là lại phải sang sang trái, thấy không nào đấy, được chưa đấy. Đó. Đây là chúng ta sẽ ghi đây là cái bài lên, đây là cái bài tiếp theo, đây là bài B6 đúng không, là điều khiển người chuyển động nhé, người chuyển động được chưa đó. Rồi, thế bây giờ mà chúng ta tạm thời dừng lại đây, và tôi sẽ cùng nhau chúng ta cùng nhau xem một chút liên quan đến sân khấu nhé. Sân khấu thì sân khấu nó có những tiết gì? Sân khấu thì thật ra là nó không có gì, sân khấu nó chỉ có đây, sân khấu đây. Ê, chúng ta quay lại sân khấu nhé, sân khấu đây. Sân khấu nó không có khái niệm là tên, cũng không có cái khái niệm là tọa độ, nhưng mà sân khấu nó có cái giống người, nó có khái niệm là trang phục và âm thanh. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ nói qua một chút về cái này nhé, bây giờ quay lại một chút về liên quan đến nói tiếp về thuộc tính của nhân vật, thuộc tính của sân khấu. Sân khấu nó chỉ có hai thuộc tính thôi, một là gì, là nền sân khấu, nền sân khấu, và thứ hai là âm thanh. Âm thanh chúng ta học sau nhé, âm thanh chúng ta học hẳn, chúng ta sẽ hẳn có hẳn những cái bài riêng về âm thanh nhé, về sân khấu nhé. Còn nhân vật của chúng ta thì tương tự như vậy, thì nhân vật cũng có các thuộc tính sau đây nữa này. Tiếp theo là con thuộc tính là gì, là trang phục, là cái hình ảnh mô tả cái nhân vật đó, và cái thứ hai là âm thanh, được chưa. Nhưng mà cái nền sân khấu nó là một cái thuộc tính của nhân vật, thì nó tương đương với nhân vật bên này là tương đương với bên này là trang phục nhé. Còn âm thanh, sân khấu nó có âm thanh và là tương đương với bên này là âm thanh. Mà chúng ta sẽ học sau nhé, âm thanh này chúng ta học sau này, học sau này, học sau này, học sau. Hôm nay chúng ta chỉ học một thứ thôi là cái này. Đấy. Như vậy là gì? Như vậy là cái người mà phụ trách làm cái bài, anh ta có thể trang trí sân khấu thông qua cũng gọi là nền sân khấu nhé. Thì mặc định khi chúng ta tạo ra chương trình thì sân khấu nó là nền trắng tinh, không có gì cả. Nhưng mà chúng ta được phép là tạo ra các cái nền sân khấu khác nhau nhé. Như vậy là mặc định nhé. Mặc định thì cái sân khấu của chúng ta nó chỉ có một thôi, sân khấu nhé. Về nền sân khấu đó, nền nền sân khấu là nó chỉ có mặc định là một cái nền trắng thôi. Và chúng ta có thể thay đổi và có thể bổ sung. Và như vậy cái sân khấu, mà cái thuộc tính của sân khấu là gì? Là có thể cho phép chúng ta tạo ra là một dãy các sân khấu. Một tạo nó có thể tạo một dãy các cái nền sân khấu, một cái nền sân khấu khác nhau đấy, một cái dãy nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ học cái này đây, nó cũng rất là hay luôn nhé. Đây chúng ta chọn sân khấu này, và chúng ta chọn vào đây backdrop, cái nền sân khấu tức là backdrop. Còn đối với nhân vật nhé, thì nó dùng từ là custom, nó có hai cái từ tiếng Anh ấy. Từ custom này là trang phục của nhân vật, chúng ta sẽ học sau, nhưng mà nó chỉ hình ảnh đồ họa đấy.
Còn đối với sân khấu thì nó gọi là backdrop. Backdrop nhé. Đây. Thì mặc định của nó là làm là sân khấu rộng. Bây chúng ta có thể bổ sung bằng cách chúng ta bấm vào đây. Đó. Đây, chúng ta là chọn. Chúng ta chọn cái này chẳng hạn. Đây. Thì mỗi sân khấu nó có cái tên riêng nhé, đây này. Sân khấu này đặt tên là backdrop 1 và sân khấu này có tên là castle 2 đây nhé. Như vậy là chúng ta chú ý như sau này. Như vậy là về nền sân khấu đây. Như vậy là mà sân khấu của chúng ta kia sân khấu của chúng ta nhé. Nó sẽ có một dãy các cái nền sân khấu. Các cái nền, gọi là nền sân khấu nhé. Mà tiếng Anh nó gọi là backdrop. Backdrop nhé. Đây, nền sân khấu 1, nền sân khấu 2. Đấy. Thì là như sau này, đánh số nền sân khấu, đánh số nền sân khấu. Là từ 1 trở đi nhé, 1 này, 2, 3 chúng ta có đánh số thoải mái nhé. Bao nhiêu cũng được. Và mỗi một nền cũng có tên riêng, mỗi một cái nền sân khấu là có một cái tên riêng. Các tên này là phải khác nhau, không được trùng nhau. Và chúng ta có thể dùng con số, dùng số 1, số 2, số 3 để chúng ta truy cập, hay là chúng ta để chúng ta gọi là định dạng cho từng nhân vật, cho từng cái nền, hoặc chúng ta dùng tên cũng được. Tên. Nhưng có hai cách chúng ta truy cập vào để sân khấu, một là dùng số, hay là dùng ID đấy. Dùng cái mã định dạng ID, hay là dùng cái tên cũng được. Tên. Dùng cái nào cũng được. Cái này chúng ta học rất là hay. Sau chúng ta học nó cũng rất là sâu về cái này nữa. Tức là mỗi một cái nôm na là mỗi một sân khấu vậy, nó đi kèm theo là một dãy các cái hình ảnh nền sân khấu. Các dãy hình ảnh này được mã, đánh mã là từ 1 2 3 cho đến N. Độ dài, độ lớn là bất kỳ. Và mỗi một cái nền này nó có một cái tên riêng, các tên nó là phải khác nhau. Chúng ta có thể dùng tên để truy cập để có thể mở một cái nền sân khấu, hoặc dùng cái số tự ID cũng được, một cái nào cũng được. Rất là hay nhé. Rồi. Thì đối với sân khấu thì chúng ta có thể thay đổi được sân khấu. Thì việc thay thì sân khấu có thể dùng nhiều cách khác nhau. Đây. Thì tôi sẽ xin phép bổ sung thêm một cái nền nữa nhé. Đây. Một nền nữa là cái nền này. Đây là ba nền này. Bấm nữa này. Cho nó thích nữa nhé. Ba cái nền. Đây. Nền này hay nữa nhé. Tôi sẽ cho một cái nền nữa đây. Nền nữa cho hai. Đây nền này chẳng hạn nhé. Mà tôi có thể hủy cái này đi. Để tôi có thể thêm bớt hủy nhé. Đây tôi cho các bạn xem này. Tôi có thể bấm vào đây và tôi dùng lại này xóa này. Xóa nhé. Đó. Tôi có thể thay đổi thứ tư được. Tôi có thể để tôi đổi cái sân khấu là farm. Tôi đổi lên trên. Đấy, chuyển động lên trên này. Đó. Có thể thay đổi thứ tự các cái nền sân khấu một cách là tôi dùng chuột. Ta di chuyển, ta kéo thả xuống như thế này. Và cái quy định của nền sân khấu là luôn có kích thước là 480x360, thấy không nào? Như vậy cái nền sân khấu là cái hình ảnh là có kích thước là 480 và 360, các bạn chú ý nhé. Bạn chú ý. Cái rất quan trọng sau này nhé, cái nền sân khấu, cái ảnh nền sân khấu. Ảnh nền sân khấu phải có kích thước theo đúng cái là 4, chiều dài là 480 và chiều cao là 360. Đấy. Sau này chúng ta sẽ học cách chúng ta có thể tự vẽ lấy sân khấu. Chúng ta có thể vẽ ảnh ở bên ngoài. Chúng ta dùng các phần mềm khác nhau vẽ ảnh ngoài, chúng ta đẩy vào Scratch được. Thì như vậy kia một trong cái việc rất quan trọng của cái người làm thiết kế Scratch là người ta phải là biết vẽ giỏi. Càng vẽ đẹp bao nhiêu thì người ta càng tạo ra cái hình ảnh của cái phần mềm nó hay, nó đẹp bấy nhiêu. Thì sân khấu là một trong những cái chúng ta có thể tự vẽ được. Nhưng mà vẽ gì thì vẽ thì bắt buộc chúng ta phải tạo ra một cái hình ảnh có cái kích thước là 480 360 là pixel. Ở trên ảnh trên đĩa là nó là 480 nhân 360 pixel. Còn vào màn hình đây chúng ta máy tính nó sẽ tự động, nó sẽ phóng to đúng bằng sân khấu
của chúng ta nhé. Đấy, đấy nhé. Nhưng mà đây là cái đây là cái đây là cái sân khấu đầu tiên có cái ID là 1, tên của nó là Castle 2 đây. Chúng ta có thể vẽ lại cái khác được. Đây là sân khấu thứ hai, nền thứ hai có tên là Farm. Sân khấu thứ ba có tên là Castle 3. Sân khấu thứ tư có tên là Night City. Chúng ta có thể thay đổi bất kỳ, nhưng chúng phải là có cái tên là phải là gì, là phải là khác nhau, được chưa? Thì mặc định khi mà chúng ta mà khi chúng ta mà khi mà chúng ta mà mở ra chương trình thì máy nó sẽ mở ra cái sân khấu đầu tiên là cái sân khấu số 1 đây này, mẹ đang ở đây nhé, số 1 là ở đây này, mặc định nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái lệnh nào lệnh chúng ta có thể thay đổi được sân khấu. Đó, thì thay đổi sân khấu thì chúng ta có thể có hai cách. Một cách là chúng ta lập trình ở bên trong kia, bên trong sân khấu đây, bấm đây. Thì nó có cái lệnh là gì? Là switch backdrop to. Đấy. Hay là next next backdrop là di chuyển sang cái di chuyển sang cái di chuyển sang cái sân khấu tiếp theo. Thì đầu tiên là 1 xong chuyển sang 2 3 4 4 nó quay về 1. Nó quay vòng tròn như vậy. Đây là lệnh mà làm việc ở trên trên sân khấu. Nhưng mà rất hay là chúng ta có thể lập trình ngay ở trong cơ sở của nhân vật. Đây bấm vào đây nhé. Thì với bạn này này thì chúng ta vào cái looks cho thấy là vẫn có lệnh là switch backdrop đây. Vẫn là lệnh là thay đổi nền sân khấu, thấy không nào? Và dùng lệnh này, lệnh là next backdrop. Đây, lệnh này lệnh là thay đổi nền sân khấu. Được chưa? Vậy cái này là rất hay luôn nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điều khiển một chương trình như sau, bài tập như sau. Phần này là phần bài tập này là khó nhưng mà rất là hay nhé. Bây giờ bài tập như sau này. Bây giờ tôi muốn điều khiển như sau. Tôi muốn là khi em bé mà đây, bây giờ tôi để cho nó thuận tiện tôi làm này đã nhé. Tôi bây giờ tôi tạm thời tôi để cho dễ nhìn hơn nhé. Đây không, bây giờ tôi quay lại cái nền sân khấu đây nhé. Đây này, đây tôi nhầm ở đây chứ. Bây giờ tôi có thể tạo ra một nền sân khấu mới bằng cách nào? Với tinh mà trắng tinh thì tôi bấm chuột phải chọn lại là đây. Ồ, thôi được, đây không có nhỉ. Duplicate, đúng không định tạo mới nhỉ. Tôi được ở đây sau nhé. Thế là cái này tôi lên sau. Chúng ta cũng biết làm thôi. Không cần, chúng ta để ở đây đi nhé. Bây giờ tôi lập trình lại cho các bạn này nhé. Lập trình lại cho ta thấy nhé. Đây. Bây giờ là như này, cho thử cho bạn xem bài này là bài tập đây. Như này đúng không? Đấy. Nhưng bây giờ tôi muốn lập trình lại như sau này. Bây giờ tôi muốn lập trình như sau nhé. Cho các bạn thấy nhé. Bây giờ tôi muốn là khi mà người này mà chạy sang bên phải nhé, thì anh ta sẽ không quay lại, mà anh ta khi sang phải, anh ta sẽ bắt đầu lại từ bên trái. Có làm được không? Đó, tôi muốn lập trình như vậy kìa. Tức là anh cái lập trình người này là chạy từ trái sang phải, hết bên phải là quay lại bên trái. Thì có làm được không? Thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập đó nhé. Làm bài tập đó chúng ta sẽ phải dùng thêm các lệnh khác nữa rất là hay, là như thế này. Là ở trong sát có thêm một lệnh nữa trong điều khiển, là cái lệnh là gì, là kiểm tra điều kiện. Khi mà người này mà chạy ra bên phải đó thì ta điều khiển cho người này quay trở lại về bên trái để chạy tiếp. Đấy. Thì cảm giác là chạy từ bên trái sang phải cứ như vậy, từ trái sang phải, trái sang phải. Đây là một cái thuật rất là hay của cái phần lập trình Scratch. Mình tôi thử nhá. Dùng lệnh này này, if on edge bao thì gặp cạnh bên phải nó sẽ quay trở lại. Mình không muốn là như vậy, tôi muốn là khi gặp cạnh phải thì nó quay lại từ bên trái. Thì làm sao? Bây giờ tôi phải bỏ cái này đi. Em tôi bỏ đi, tôi không dùng nữa nhá. Bỏ đi này. Rồi, bây giờ tôi làm như sau. Tôi phải chèm lên một cái lệnh là kiểm tra, nếu mà anh này mà vượt ra khỏi ở bên phải thì tôi sẽ phải đặt lại cho sang bên trái. Thì bây giờ tôi dùng những lệnh khác.
Thì ở trong Scratch công lệnh rất quan trọng, cái này sẽ phải dùng, ta dùng rất nhiều lần nữa, nhưng mà hôm nay ta dùng thử một lần thôi, còn chúng ta học cái này học đi học lại trong các bài sau nữa, là cái lệnh if. Đây, if lệnh là nếu thì, nếu thì, nếu không, nếu một điều kiện gì xảy ra thì cái gì xảy ra nhé. Đây là một lệnh rất quan trọng mà chúng ta sẽ học đi học lại nữa, nhưng hôm nay chỉ học, chúng ta chỉ học ở một chỗ này thôi, là tôi sẽ kiểm tra khi mà đây trong vòng lặp vô hạn đây, khi người này mà vượt ra khỏi ở bên phải màn hình thì tôi đặt lại anh ta ở bên, ở đây, ở bên trái màn hình, đặt lại để anh ta chạy chạy tiếp. Thì ta dùng lại như sau đây nhỉ. Sau if là một cái điều kiện đúng sai, thì cái này tôi sẽ nói sau nhé, tôi sẽ nói sau, bây giờ tôi sẽ mô tả lệnh thôi. Còn chúng ta sẽ có một cái bài sau nữa nói về cái biến nhớ, nói về phép tính và biểu thức. Khi đó chúng ta sẽ học về cái biểu thức logic và thế nào là đúng và sai, thì sẽ học kỹ hơn cho học sinh. Còn hôm nay là tôi chỉ nói một cái lệnh nhỏ nhỏ thôi để ta dùng, là như sau nhé. Bây giờ cái điều kiện để người này vượt sang bên phải là điều kiện gì nào? Đấy, thì điều kiện như sau này. Chúng ta phải dùng thêm một cái lệnh nữa rất quan trọng cho ta vào motion. Cái trong motion này có rất nhiều lệnh cho ta học sau, nhưng mà có một lệnh rất quan trọng là có một cái hàm, hay lệnh quan trọng là cái hàm này nó mô tả cái, nó trả lại cái tọa độ hiện thời của anh này, của cái nhân vật này. Nó có hai cái hàm sau đây, hai cái hàm là đây, là cái hàm là cái này nó trả lại cái tọa độ x hiện thời của cái người này, và y position là nó trả lại cái tọa độ y hiện thời. Thì đây là những cái lệnh mà rất hay sử dụng, nhưng bây giờ tôi dùng này thôi nhé. Bây giờ cái điều kiện để cho cái người này mà chạy ra bên ngoài bên phải là cái tọa x của anh ta là lớn hơn 240 độ. Đấy, 200 200 240. Như vậy là cái điều kiện là như sau. Đây, cái điều kiện. Điều kiện để một nhân vật vượt ra ngoài bên phải màn hình là gì nhỉ? Là như sau, là cái tọa độ x gì, là cái tọa độ x của anh ta là phải lớn hơn 240 bước. Thì đây chính là cái điều kiện để mà chỉ ra, điều kiện chỉ ra là khi nào nhân vật vượt ra khỏi bên 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 phải màn hình là cái này là tọa độ x lớn hơn 240. Thì bây giờ cái chiều dài toàn bộ cái sân khấu của chúng ta chỉ là 480, đúng không nhỉ? 480, chúng ta nhớ lại nhé, 480. Nhưng mà x của nó đây là không này, đây có x của nó là 240, đây là x chỉ là trừ 240. Cho nên khi mà tốt x mà lớn 240 nó nằm bên ngoài này. Đấy. Đây chính là cái điều kiện đây. Cái điều kiện để mà điều khiển, nếu mà tọa độ x của một cái nhân vật của chúng ta mà lớn hơn 240 thì chúng ta đặt lại nó về đâu. Như vậy là cái điều kiện là như sau, cái lệnh như sau, cái lệnh mà điều khiển như sau, cái lệnh như sau nhé, lệnh là như này, là nếu nếu tọa độ x mà lớn hơn 240 thì sao, thì đặt lại x gì bằng là trừ 185, tức là đặt lại nó bằng là ở bên trái đấy. Đây là cái điều kiện để chúng ta điều khiển người này mà nếu mà sang bên phải ta đặt lại ở bên trái đấy. Thì lệnh đặt lại là lệnh nào? Có lệnh này, đặt lại là lệnh này, lại là cái lệnh sau đây, lệnh là set x gì. Đây chứ lệnh đặt lại x gì đây. Đây là cái hàm để cái một cái biểu thức để tính cái tọa độ hiện thời của người đó. Còn đây là lệnh là đặt lại x gì bằng 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 bao nhiêu. Rồi nhá. Nhưng mà là if này. Bây giờ chúng ta phải có biểu thức lớn hơn. Chúng ta vào đây, chúng ta vào cái operator. Chúng ta học sau sang buổi sau nhé. Và có lệnh lớn hơn. Đây chính là cái biểu thức lớn hơn đây. Đấy. Thì chúng ta học sau cái này, nhưng mà hôm nay chúng ta dùng một thứ thôi nhé. Như vậy chúng ta kiểm tra này, nếu mà tọa độ x lớn hơn 240, chúng ta kéo cái này vào đây, kéo cái này vào đây này. Đấy. Và đây chúng ta gõ chữ 240, gõ 240. Thì đây là một cái biểu thức lớn hơn, đúng không nào? Đó gọi là một biểu thức logic. Cái này cái buổi sau tôi nó kỹ hơn, biểu thức ta làm chúng ta cứ áp dụng thôi, tôi đưa vào đây. Đó. Và đây nếu x lớn hơn 240 thì chúng ta đặt x bao nhiêu? X bằng cái chỗ này này. Đây nha.
bằng cái này là bằng bằng là trừ 185 hay trừ 22 không được, trừ 22 không được sao, trừ 240 cũng được không sao cả. Ta sẽ bây giờ đặt bên trái đây này, chúng ta đưa vào đây đó, thì nó bảo đảm trong khi mà trong quá trình làm chạy liên tục, nếu mà gặp cạnh ở bên to độ, nếu mà người đó mà vượt sang bên phải thì quay lại, thì bên trái. Đây chính là cái lệnh rất quan trọng mô tả như vậy. Chạy thử nhé, đây gặp ở bên phải sẽ quay lại đấy, và như vậy cái người này sẽ thay đổi liên tục như vậy, gặp bên phải là quay lại bên trái, hay không nào? Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ làm như sau, để cho nó mô phỏng thành đúng cái phim hoạt hình thật sự thì làm như sau: chúng ta cứ mỗi lần mà di chuyển sang bên phải quay sang trái thì chúng ta thay đổi nền sân khấu, thì làm cho chúng ta sẽ làm cho cái câu chuyện này như là em bé này chạy ở, trong các cái từ cái làng này sang làng khác, cái này sang cái khác, như là một phim thật. Chúng ta sẽ gọi, chúng ta vào lệnh này, chúng ta vào lệnh loops, và cái lệnh là next backdrop đó. Này sẽ giúp cho người dùng cảm thấy anh này, cái bạn này là di chuyển sang đến vị vị trí khác, ta để vào đây đó, thì giúp cho chúng ta thấy một cái hình rất là hay, là cảm tưởng cái này là di chuyển từ, không phải là quay lại mà đi sang một nơi khác nhé. Chạy thử nào, cho ta cùng xem nào nhé, sang một nơi khác thấy không nào, xong lại sang một nơi khác nữa. Như vậy đây là, như là bộ phim là khám phá, đi chu du thiên hạ đi khám phá. Bây giờ hay hơn nữa, tôi sẽ bổ sung thêm rất nhiều màn hình nữa. Để tôi vào đây nhá, vào sân khấu này, vào sân khấu đây nhá, đây backdrop đây có bốn thôi, tôi bổ sung thêm này, tôi bổ sung thêm nhá, đi vào chỗ này là một người nữa này, lại bổ sung thêm nữa, tôi làm hẳn, là 10 cái cho thích này. Đây là 6 nhá, tiếp theo này bổ sung thêm, vào bổ sung thêm, đâu 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 hay đi vào, chỗ này rồi, đây là 7 rồi nhé. Bây giờ thêm một cái người thêm nữa đi cho nó hay nữa, đi vào chỗ này nữa này, thêm nữa nào. Đấy. Đi vào một cái nhà khác này, rồi đi vào đâu, đi đi vào trong rừng này. Đấy, nhưng mà đây là 10 rồi nhá, đấy cảm thấy rất là hay luôn nhé. Đây bây giờ được chưa, rồi chúng ta sẽ tự thử, chọn xem nào. Đây nhá, thử lại này, nhà bắt đầu này, phóng to nhìn nhá. Chúng ta vừa mới hoàn thành một cái chương trình rất là đầy đủ, là em bé là di chuyển coi như đi chu du thiên hạ ở trong chương trình đây. Đấy, thấy con nào, hôm nay là bài thứ hai, nhưng mà chúng ta học thêm về khái niệm về về thuộc tính nhân vật, đúng không? Trong đó thuộc tính rất quan trọng là cái tọa độ của nhân vật, tọa độ thì nó liên quan đến cái, tọa độ thì nó là liên quan đến cái, gọi là cái kích thước của sân khấu và tọa độ mà ở trên sân khấu, và chúng ta học cách di chuyển bằng cách dùng lệnh lặp và lệnh 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 next costume, chúng ta mô tả em mô tả di chuyển, và chúng ta kết hợp thêm lệnh nữa là thay đổi backdrop nữa, thay đổi nền, và chúng ta như là một câu chuyện. Bây giờ các em, bây giờ các bạn sau này bài này các bạn có thể bổ sung thêm hình ảnh, bổ sung thêm lời nói, bổ sung thêm âm thanh, thì chúng ta có thể tạo ra một câu chuyện có vừa có cảnh vừa có âm thanh vừa có lời, nó rất là hay. Cái đó sẽ xong buổi 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 sau nhé. Bây giờ chúng ta ghi cái này lại, rất quan trọng. Đây là cái bài rất quan trọng, bài này là cái bài bài đầu tiên, hôm nay là cái bài đầu tiên mà nó tương đối là khó nhé, mà là B7 đi, là em bé đi vòng quanh thế giới nhé, đặt tên như vậy, vòng quanh thế giới, thấy không nào? Chúng ta vẫn đang làm quen với cái lệnh lệnh là lệnh lặp mà repeat lặp n lần, lệnh forever lặp vô hạn lần, và lệnh if nữa, lệnh là điều kiện. Thì lệnh này chúng ta còn học rất nhiều nữa sau này, học bài bản hơn. Hôm nay chỉ là cái buổi chúng ta làm quen với nói như này thôi nhé. Đó. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng tôi phần này tôi sẽ không nói thêm nữa, chúng ta sẽ học sau, buổi sau. Bây giờ tôi nói thêm một cái nữa này.
Từ hôm qua nay là chúng ta hôm trước chúng ta chỉ học về chúng ta học đối với có một nhân vật thôi. Thế bây giờ làm thế nào mà tôi có điều khiển được nhiều như vậy được không? Được. Nhưng bây giờ tôi sẽ cùng nhau bây giờ chúng ta sẽ lưu một chương trình mới và chúng ta sẽ cùng nhau học cách là lập trình điều khiển hai nhân vật cùng một lúc. Điều khiển như thế nào? Đây. Đây là con mèo đúng không? Bây giờ tôi thêm vào đây con chó. Con chó. Con chó đây. Đó. Và bây giờ tôi sẽ muốn là gì? Tôi sẽ muốn là mô tả con mèo, con chó nói chuyện với nhau. Con nói được không? Được. Còn được. Tức là mỗi một cửa sổ sẽ làm cửa sổ con mèo riêng, cửa sổ con chó riêng, lập trình riêng nhau. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể lập trình để chúng ta mô phỏng cái việc là chó mèo nói chuyện với nhau, hoàn toàn được nhé. Thế bây giờ đầu tiên là như là tôi muốn là mèo sẽ ngồi đứng ở đây và nói chuyện với chó đứng ở đây, nhưng tôi muốn là chó phải quay lại cơ. Quay lại làm thế nào? Đây làm như sau nhé. Mèo đang ở đây nhé. Bây giờ tôi làm như sau, mình tôi điều khiển trước này, tôi sẽ lập trình cho mèo trước đây. Đây mèo nhé, đây mèo đây, tôi sẽ lập trình này. Đây ban đầu đây thì mèo sẽ đầm vị trí này, dùng lệnh là go to. Đây mèo cũng vị trí này, đang ở vị trí mèo là âm 169 và 28 là ở đây nhé. Đây này, ở đây này. Đấy. Và mèo sẽ quay sang bên phải. Đây. Bây giờ tôi chỉnh cho chó này. Tôi muốn chó là quay lại ở bên này. Đấy, thì làm thế nào? Thì làm như sau. À, tôi bấm sang chó này nhé. Và tôi đặt như sau. Đây. Và chó cũng vậy, chó cũng go to đến vị trí này. Đây vị trí là âm là 154 và âm 34. Nhưng tôi muốn chó nó quay lại ở bên này mà không lùi vào lại là như sau. Tôi đặt như sau này, tôi đặt cho con chó ở cái chế độ là quay là phải trái thôi, phải trái. Và tôi đặt cho con chó nó quay về bên trái. Đây, dùng cái lệnh là point in direction, đặt cho nó ở cái này, quay sang bên này. Đấy. Đấy. Thấy không nào? Chúng ta để ý này nhé, không có cái này thì cái lệnh là quay sang trừ chín độ nó sẽ lộn ngược trở lại. Chứ để này nó không bị lộn ngược lại nữa. Như vậy thì đây là chó mèo đang quay lại với nhau rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta lập trình được rồi nhé. Bây giờ chúng ta đặt con mèo, đặt tên nó là mèo này, đặt tên nó là mèo này. Chúng ta bấm vào đây nhé. Chúng ta bấm vào đây này. Chúng ta bấm vào đây là đặt tên là mèo nhé. Mèo con này. Chúng ta bấm vào chó, chúng ta đặt tên là chó nhé. Chó con. Đây. Đây có hai con mèo con và chó con. Được chưa? Thế bây giờ tôi sẽ em chúng ta sẽ lập trình theo kịch bản. Những kịch bản là mèo hỏi chó là chào bạn chó. Xong chó trả lời là chào bạn mèo. Mình làm nào thì có thể lập trình trên đó, vì ta lập trình đơn giản thôi, chúng ta dùng các lệnh thời gian là chúng ta chưa để chúng ta điều khiển nhé. Đây. Các bạn hãy nhìn nhìn tôi làm nhé. Đầu tiên là tôi làm mèo, mèo sẽ hỏi trước nhé. Mèo dùng lệnh này. Mèo sẽ dùng lệnh này là chào bạn chó. Đây, chào bạn chó. Chào bạn chó. Vào lệnh này sẽ đợi. Lệnh này sẽ nằm sẽ dừng lại sẽ chạy trong 1 giây. Dừng lại nhé. Đấy. Và đồng thời cho mèo kêu meo meo trước đây. Mèo mèo kêu meo meo trước khi mà chúng ta đi vào sữa đây. Đấy. Mèo kêu sau đó là gọi lệnh này. Sau 1 giây nhé. Rồi thế bây giờ đây, tôi chạy thử cho mèo như thế này. Chào bạn chó. Thế bây giờ chó trả lời như thế nào? Thì như vậy là chó khi bị mèo nói trước 1 giây thì chó phải đợi sau 1 giây thì chó trả lời. Chúng ta bấm vào đây. Đấy. Thì bây giờ đây nhé. Chó này chúng ta đầu tiên nếu chúng ta nói trả lời ngay thì là không được. Thì nếu mà chó trả lời trước cái mèo à? Chúng ta phải nghe mèo chỉ nói xong thì chó mới trả lời. Chúng ta phải dùng cái lệnh gì? Dùng cái lệnh là đợi 1 giây sau khi mèo nói xong thì chó mới hỏi. Đây, chó mới hỏi tiếp tục nhé. Chó mới hỏi là xin chào mèo. Chào bạn mèo. Chào bạn mèo. Và chúng ta muốn là cho nó cái này trong 2 giây. 2 giây nhé. Rồi. Sau đó thì là khi chó nó xong à, cho chó nó kêu một câu, chó nó kêu Google nhá. Chó nó xong kêu Google này. Nó xong Google cũng được. Đấy. Thì sau 2 giây khi mèo mèo nó xong sau 2 giây thì là mèo sẽ trả lời. Đây tôi vào đây. Mèo sẽ hỏi tiếp. Như vậy là sau đây là xong 1 giây nhé. Sau đây thì chó nói, sau đó thì mèo sẽ phải như vậy, mèo sẽ đợi 2 giây. Sau 2 giây.
Đấy, sau 2 giây nhé, sau 2 giây thì mèo sẽ nói là nói trong sau 2 giây nữa nhé, là chào chào chó, chào bạn, tớ đi chơi đây, nhé. Và đóng cái này trong 2 giây được chưa, là 1 giây nhé. Sau thì chó cũng phải, sau khi đây là chỗ này là 2 giây nên làm chó nó xong, mèo nói 1 giây thì chó sẽ phải đợi thêm 1 giây nữa. Đây, chó đợi 1 giây, sau đó chó sẽ nói là chào mèo là kết thúc luôn. Chó nói chào mèo trong 2 giây. Chào bạn nhé. Con nào, như vậy là chúng ta mặc dù hai nhân vật là nó khác nhau, lập trình khác nhau, nhưng chúng ta có thể liên hệ với chúng thông qua cái trước mắt thông qua cái chuyện chúng ta đặt đặt thời gian để chúng ta điều khiển được mèo và chó. Chị thử các bạn xem nhé. Đây này, đầu tiên nhé, chào bạn chó này, chào mèo, chào bạn, nhanh quá đúng không, ta để cho cho mèo nó chậm một tí nhé, chỗ này nhanh quá, để chỗ này là 2 giây đi, 3 giây đi nhé. Thì bên này có cho chúng ta sửa ở đây phải là 3 giây ở đây, chờ lâu một tí. Trở lại này, chào chó, chào bạn mèo, từ trên đây đúng không, chào bạn nhé. Đấy, như vậy chúng ta đây chúng ta vừa mới làm cái chương trình rất đơn giản thôi, và chương trình này là chương trình là B7 là mèo mèo và chó nói chuyện với nhau. Quan trọng chúng ta lập trình riêng biệt nhá, riêng biệt nhau. Và với cái bài này cho thấy là cái bảng của nó là khác trước rồi, cái bảng là như sau này. Bây giờ chúng ta lại mô tả lại kịch bản này. Đây, chúng ta chú ý cái kịch bản giữa hai bên nhé, kịch bản mới nhá là như sau. Bây giờ với cái bản kịch bản mới này chúng ta làm sao, chúng ta sẽ phải mô tả thành 2 cột như này. Ví dụ như này, đây là mèo này, chó này nhé. Thế bây giờ đầu tiên này, đầu tiên là tôi quay lại lại chương trình tôi xem nhé. Đây, mèo nói là chào bạn chó và nói trong 1 giây nhé, sau đó chó trả lời là chào mèo trong 2 giây. Đấy, như vậy ta phải biết lại chính xác chỗ này để cho nó, ấy nhất lên. Mèo nói này, chào bạn chó 1 giây nhé. Chỗ này là đầu, thế chỗ này, thế chỗ này là chó là chờ chờ 1 giây, sau đó chó sẽ nói tiếp. Chó sẽ nói tiếp là gì, chó nói tiếp là chào bạn mèo, chào bạn mèo và cái này trong 2 giây, sau đó là mèo là phải chờ chờ 2 giây, sau đó mèo mèo nói tiếp. Mèo nói tiếp là gì, mèo nói tiếp là chào bạn tớ đi chơi đây trong trong 3 giây nhé. Đây, chào bạn, tớ đi chơi đây, và cái này là trong 3 giây thì chó sẽ phải chờ 3 giây, và chó nói tiếp là chào bạn nhé, trong 2 giây. Đấy, các bạn thấy như vậy là với kịch bản mới là nó hơi nó khác trước, khác ngày hôm qua rồi, hôm trước rồi, là chúng ta sẽ phải mô tả một kịch bản nó phức tạp hơn một chút. Thông thường là mô tả nó có nhiều nhân vật thì mỗi nhân vật là một kịch bản độc lập với nhau, nhưng mà tuy nhiên chúng liên hệ với nhau thông qua các cái gì đó, nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ học nó cách thông qua về về thời gian để mà đề phòng là không thể không để có chỗ chuyện là mèo chó là cùng nói thì nó không hay, hay là mèo chưa hỏi chó trả lời rồi thì là sai. Chúng ta phải làm sao cho nó hai bên nó cho mèo hỏi chó trả lời, chó trả lời chó nó hỏi mèo trả lời thì nó mới hợp lý nhé. Và đây là một cách làm kịch bản mới khác của hôm trước. Hôm trước là chúng ta làm kịch bản rất đơn giản thôi, hôm nay là phức tạp hơn, là cho phép là có nhiều hành nhiều cái hành động hơn và
và mô tả rõ từng nhân vật một với nhau. Đấy, nhưng mà đây là cái, mà đây chính là cái cách mà chúng ta mở rộng ra hơn so với hôm trước, được chưa? Đó, nhưng mà hôm nay tôi trình bày đây là hết nhé. Hôm nay chúng ta học được rất nhiều thứ rồi, nhưng mà tất cả ở cái mức độ là rất sơ khai thôi. Thì đến buổi cái bài học này là vẫn chưa xong. Hôm nay cái hôm chúng ta học bài số 2 là bài về chủ đề 2, chủ đề về về thuộc tính của nhân vật và sân khấu thì cũng chưa xong. Buổi sau chúng ta sẽ học tiếp cái này nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Về nhà tôi sẽ cho phép, tôi sẽ làm bài tập cho các bạn, làm bài tập sau. Hôm nay là bài tập là sau hơn hôm trước rồi đấy nhé. Dạ vâng, chúng em cảm ơn Nghỉ, thầy, chúng em ta chào nghỉ thầy nhá. ạ. Ừ, nghỉ thôi, nghỉ thôi. Dạ, cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Chào các bạn. Dạ.